Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn coi nè, mình thấy nó ngủ ở trong chuồng nhà sao tội nghiệp quá. Cái mình tối mình thả ra đó, này thủ phạm nè đó, mình thả ra cho chạy trong nhà, đồng ý cho nó không bị đá trong nhà luôn các bạn. Nó rất là khôn, không bị đá trong nhà đó. Bây giờ nè, nó ngứa răng, nó cắn nè, đồ tạ của mình mà vậy nè đó, nó cắn bây giờ nè đó. Không phải cái này, con đực kìa nè đó, béo đó. Hồi sáng mình phải dậy, mình phải dọn dẹp, mình tức nóng máu nguyên cái đồ tập tạo mình vậy đó. Giờ biết làm sao giờ? Nhiều khi mình nuôi nó giữ nhà mà không. Mà sáng ra lông chó rồi này nọ, nó leo từ dưới đất nè, nó leo lên, dơ đất, dơ nhà mình. Đó, thấy không? Sáng dậy nè, nó chỗ nó ở nè. Sáng dậy á, là phải hút cức cho nó. Xong rồi phải dọn lông cho nó, hút lông, quét nhà. Đó, rồi dậy ở đây, đã dậy, cưng nó dậy rồi nó còn ăn. Nó còn nhai luôn cái tập tạ của mình đó, ghế tạ mình mua này nè, mấy triệu bạc như nó làm vậy nè, dành dụm mấy tháng trời mới có tiền mua mà vậy đó. Bởi nhiều lúc nuôi chó mình không biết là mình là chó hay nó là mình là chủ, nó là chó hay là mình là chó, nó là chủ. Bây giờ mình sáng phải quét dọn nhà cửa đó, tối ngày đeo theo nịnh bây giờ này. Đó nịnh vậy đó, biết chữ nịnh là béo đâu béo béo đó, kêu lại hả. Bây giờ nè, sáng dậy đi chợ mua đồ nè. Mua đồ xong bây giờ nè, gà. Bây giờ đây, mua 50.000 gà nè, cho nó ăn một buổi nè các bạn. Đó, gà vậy phải chặt ta nhỏ 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 này nè. Đó, nhiều lúc mình đúng là nuôi mấy con chó, mấy con mèo này, tụi mình là thú nuôi của tụi nó, mình là ở đợ, mình là sen cho nó. Đó, bây giờ nè, gà vậy mình kho. Kho xả đàng hoàng chứ đâu phải kho thừa đâu. Còn người giờ nè, cơm nè, cơm nó ăn luôn chứ mình chưa làm gì cho mình ăn luôn, chưa ăn sáng luôn. Bây giờ nè, đó, cơm hấp với bí, bí đỏ, hồi trộn cho nó ăn. Rồi nó thơm mình ngất ngay vô nè, bây giờ nè, đó, nó mờ camera luôn nha, để lau camera lại nè. Các bạn thấy không, nuôi khổ lắm, sướng gì đâu, đó, có ngày theo nịnh nè, muốn quýnh nó ghê luôn, giờ nịnh nè, bây giờ nè, bu, 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 bây giờ nè. Đó, nó cứ nịnh vậy đó. Đó, ai nói mấy cái loại này dữ đâu, ai nói đâu, ai nói dữ vô đây nói chuyện với tôi nè. Bởi vì tầm này mà nuôi bét mà không nuôi những loài bẹt dê này thì nuôi con nào các bạn? Giờ cứ đua đòi theo Malinois, Rottweiler mà mấy con nó rất là ngu, chỉ có Malinois là mình thấy nó ok thôi. Nhưng mà Malinois cái dòng nó rất là nhỏ con, đâu được bự như chó này. Bẹt dê Đức là số 1, tại sao ạ? Bên Mỹ hay mấy bên mấy nước khác người ta chọn con chó bạc dê chỉ có pha một vài dòng khác vô thôi cho nó đa dạng thôi, chứ thật ra bạc dê này người ta huấn luyện làm cảnh sát các bạn, giống như con người á, cũng phải gia muốn làm cảnh sát công an được phải làm gia phả mấy đời rồi, lý lịch phải tốt rồi học phải giỏi, các bạn thấy không, tướng phải bự thì chó cũng vậy thôi, chó nó cũng qua bao đời người ta nghiên cứu rồi. Thì chỉ có loài giống bẹt dê này vừa bự con vừa hung hăng mà lại rất là hiền nữa các bạn, mà rất là khôn, cho nên ta chọn làm chó cảnh sát. Thấy không? Đó, giỡn thôi. Thấy nó bự ghê, 40 mấy kg, 11 tháng rồi mấy bạn biết nó phát triển nhanh cái nào, nó nuôi rất là dễ. Bây giờ đó, nó giỡn đụng vô ngực đó. Rất là hiền khôn. Anh có thấy cái sủi nào không? Chỉ có người lạ là nó mới sủa thôi. Mà tức ghê lắm, thấy không? Nó phá lắm. Đó, giờ nó đứng kho cho nó ăn nè. Mình chưa được ăn sáng nữa. Bữa giờ làm đâu có tiền bạc đâu các bạn. Này giờ tiền dai tiền hỏi nè. Dai hỏi đang làm đồ ăn mua, làm đồ ăn cho nó ăn. Nhưng mình đi làm suốt rồi, chủ yếu mình sắm cái gian bếp này nè. Tạm thời để ra nhà mình nó còn hơi thiếu thốn khó khăn chút. Nhiêu tiền hai con này nó ăn hết của mình rồi. Nguyên mấy cải chó mình ăn rồi. Đó, mình làm để nấu đồ ăn cho nó chứ không phải giống cho mình đâu. Đó, bạn thấy. Nè, chén bát đũa gì á có bao giờ mình đụng tới mấy đâu. Giờ nó lại theo nịnh vậy nè, hai con nó đeo vậy. Phải chịu đời nổi nữa. Nó đeo, bây giờ nó đeo rồi, nó đeo. Đó, nó đeo.
đó. Nghe chưa? Nó đeo vậy đấy. Các bạn coi. Bởi vì hôm nay mình làm video này mình chỉ muốn nói với các bạn đó, phải là thời buổi bây giờ nó lộn lạc rồi. Gái gái trai không ra trai, đàn ông là ông, đàn bà không đàn bà luôn. Giờ nó quán đổi vị trí như hơn các bạn. Giờ người chó cũng vậy luôn. Hồi trước á nuôi chó để phục vụ cho mình, đi người ta nuôi chó thấy ham mà đào chuột, bắt chuột, săn rắn, nó bảo vệ nhà mình, nuôi chỉ được cái bảo vệ nhà thôi, bảo vệ chủ thôi. Còn như nó phá làng quá sớm là nó đây nè, hủ phạm nè, Abel đó, Abu đó, hủ phạm không là các bạn đó. Đó. Chuột lỗi như mày đó, đó. Nạt nó mới sợ đó. Nó cứ đeo đeo thằng nạt nó lại đeo 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 mình đây. Đó. Nạt xong lại làm đó mày, quay quay cận cảnh với bản mặt mày luôn nè, đó bản mặt ngáo của mày nè đó. Thôi kết thúc tại đây nha, thôi kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Các bạn đăng ký kênh giúp mình, các bạn cứ để chế độ công khai á, mình sẽ đăng ký lại giúp các bạn, chúng ta cùng nhau phát triển các bạn ơi. Đừng, tại vì tất cả đều là miễn phí hết các bạn, cho nên các bạn đừng có ngại ngùng. Các bạn cứ để hiển thị cái lượt đăng ký của các bạn vào kênh mình công khai để mình thấy, mình đăng ký lại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Ok.